nữ thần bão Mazi hiện thân, hình ảnh khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn đưa tin, sáng sớm ngày 27 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên khắp Đài Loan đều đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Cơn bão đã tạo nên mối nguy hiểm lớn và đe dọa đến sự an toàn của nhiều người. Cho đến nay, Đài Loan đã có hơn 410.000 hộ bị cúp điện. Nhưng trong quá trình cơn bão đổ bộ vào đất liền, một cư dân mạng đã may mắn chụp được một bức ảnh về cảnh biển vô cùng kỳ lạ. Trong bức ảnh, có thể dễ dàng nhận thấy một ngọn sóng đang vươn lên trên mặt biển. Điều kỳ lạ là ngọn sóng này lại có hình tượng giống như khuôn mặt một người phụ nữ. Không những vậy, dường như người phụ nữ này đang phẫn nộ hay la hét điều gì đó. Nhiều người cho rằng rất có thể đây là nữ thần bão Mazi hiện thân. Nhưng cũng có nhiều người nghi ngờ rằng rất có thể đây chỉ là một bức ảnh ghép.